Trước khi mình đầu tư hoặc là mua sắm một cái sản phẩm gì đấy thì mình phải để ý đến cái thương hiệu và mình chọn cái thương hiệu Vingroup. Tôi quyết định đầu tư vào khu biệt thự nghỉ dưỡng này bởi vì lãi suất hiện nay là rất là cao. Chúng tôi sẽ được hưởng tới là 10% lãi suất trên một năm và chúng tôi được thanh toán là 6 tháng một lần. Và đấy là tôi thấy rằng đấy là cái lợi nhuận nó cao hơn rất là nhiều so với là dòng tiền tôi để trong ngân hàng. Với cam kết của Vinhome là chia sẻ 85% doanh thu hàng tháng, tôi có thể là trả gốc và trả lãi, và như vậy sau 10 năm tôi có thể sở hữu căn biệt thự ven biển của Vinhome và không phải trả thêm đồng nào nữa. Cái quan trọng là mình thấy là những cái cam kết của Vingroup là người ta xuyên suốt cả quá trình và hình như là họ đang muốn làm nhiều hơn những gì họ đang cam kết với mình. Sau 10 năm thì coi như là cái khoản tiền đấy, là cái nhà đấy là hoàn toàn thuộc sở hữu của tôi. Và tôi không phải lo lắng gì nữa và tôi được hưởng hoàn toàn. Đây coi như là hình thức đầu tư cho tương lai, đầu tư cho con cái của tôi sau này. Và mãi mãi cho tôi sẽ được. Nửa năm đầu tiên thì tôi đã được công ty chia cho tôi một khoản lợi tức. Và tôi thấy rất là vui mừng, phấn khởi bởi vì là không những là cho tôi một cái sự đảm bảo về tài chính. Và tôi có một cái nơi để nghỉ ngơi lúc về già mà nó còn là một cái sự đầu tư cho tương lai, cho thế hệ con cháu của chúng tôi nữa. Thì tôi rất là vui mừng và phấn khởi vì điều đó. Khi chúng tôi ra đến Nha Trang và đến cái căn biệt thự mà mình đầu tư thì chúng tôi cảm thấy rất là hài lòng và hạnh phúc bởi vì là chủ đầu tư đã có một đội ngũ bàn giao rất là chuyên nghiệp. Và khi cánh cửa mở ra, chúng tôi bước vào cái căn biệt thự của mình và cảm thấy rất là ngạc nhiên, sung sướng bởi vì là tất cả những cái gì mà tôi đã tưởng tượng thì nó còn hơn cái tưởng tượng của tôi nữa. Và chúng tôi, vợ chồng tôi cũng như là gia đình tôi là rất là hài lòng vì mình đã chọn đúng cái đối tượng để đầu tư và rất là tin tưởng là cái việc đầu tư này của mình sẽ có những cái thành công tốt đẹp và lâu dài. Tôi rất là bất ngờ là bởi vì Vingroup có cam kết là giả 6 tháng một lần. Nhưng mà tuy nhiên thì để mà quyết toán trong cái năm cũ ấy ạ, đấy thì tôi thì mới có đâu được 2 tháng thôi là tôi đã được nhận rồi một cái khoản tiền khoảng hơn 300 triệu, tức là đổ vào tài khoản của cái ngân hàng MB ấy ạ. Thế tôi cũng ngạc nhiên, tôi bảo tại sao mình có một khoản tiền nó nhiều này, hơn 300 triệu cơ, đổ vào cái tài khoản của mình ở MB. Thế thì khi hỏi ra, khi kiểm tra ra thì mới biết rằng đó là cái số tiền mà tiền thuê của Vingroup thanh toán cho chúng tôi. Thì tôi thấy là quả thật rất là đúng hẹn. Vừa rồi là gia đình tôi sau khi nhận nhà thì đã ở tại biệt thự này 5 ngày và cảm thấy rất hài lòng về chất lượng, về dịch vụ cũng như là những cái dịch vụ rất chuyên nghiệp của Vingroup. Và tôi hy vọng rằng là trong thời gian tới thì là Vingroup sẽ tiếp tục hoàn thiện và sẽ ngày càng có những cái dịch vụ mà tốt hơn để coi như là những nhà đầu tư nhỏ như chúng tôi là tin tưởng và giao phó cái tài sản của mình để cho cùng hai bên cùng kinh doanh sinh lời.